Chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Tài Phèn. Hôm nay là một dịp khá là đặc biệt á. Mình đang ở trên một cái căn hộ ở Vũng Tàu. Và trước khi bắt đầu clip á, mình sẽ khoe với các bạn một số những cái setup khi mình đi công tác xa thì mình sẽ mang cái gì theo. Thì mình sẽ khoe với các bạn một chút xíu về cái setup này. Đầu tiên mình có một con Galaxy Z Fold, mình đang cài game cho nó. Mấy cái game này nó theo dạng auto click á, cho nên mình đang cài một cái app auto click chỗ này nè. Cái thiết bị chính khi mình mang đi một cái chuyến du lịch cũng như là công tác á thì đó chính là một con laptop. Thì ở đây mình đang có một con OZ Zephyrus. Con laptop này thì chắc là vài hôm nữa mình sẽ làm một cái video trải nghiệm cho các bạn cùng coi ha. Ở đây phiên bản mình đang có là Ryzen 7 6800HS nè, RAM đang là 16GB nè. Và GPU của nó là RX 6700S, tức là full AMD luôn, full đỏ luôn. Thì khi mà các bạn sử dụng một con laptop mà nó có full cái setup AMD ấy, nó sẽ cho các bạn rất là nhiều những cái tính năng hay hay. Và bên trong cái phần mềm của nó sẽ được cấu hình rất là rõ. Thì một cái hôm nào đó mình sẽ review kỹ con này cho các bạn cùng coi. Nhưng mà tuy nhiên á, cái nhân vật chính ngày hôm nay mình muốn nói chuyện với các bạn á, đó chính là bàn luận một chút xíu về một số những cái tip and trick khi các bạn sử dụng gaming gear. Mình đang có ở đây một con Razer DSD V2X Hyperspeed nè. Đây là một cái con chuột rất là hay, nó có kết nối 3 mod. Và đây sẽ là cái nhân vật chính trong cái clip này của mình. Và video clip ngày hôm nay xin được chia sẻ với các bạn một số những cái sai lầm mà các bạn có thể sẽ gặp phải ở trong quá trình sử dụng những cái con chuột bàn phím, hoặc là nói chung nó sẽ là gaming gear của anh em. Sai lầm đầu tiên đó chính là khi các bạn ứng dụng vào chơi game thì làm ơn các bạn đừng kích hoặc chế độ Bluetooth ở trên cái gaming gear có hỗ trợ. Tức là mình biết hiện nay sẽ có rất là nhiều những con chuột và bàn phím có hỗ trợ 3 mode kết nối, tức là vừa có dây nè, vừa là wireless 2.4GHz và cũng như là Bluetooth. Nhưng vấn đề của hiện tại, nếu như các bạn nhìn vào trong cái specification, tức là phần thông số kỹ thuật của tất cả gaming gear hiện nay á, thì khi các bạn ứng dụng và kết nối với chế độ wireless á, thì nó sẽ cho các bạn là một cái polling rate rất là cao, lên tới tận là 1000Hz. Nhưng nếu như các bạn bật chế độ Bluetooth á, thì cái polling rate này thông thường nó sẽ bị giảm sút đâu đó xuống gấp 10 lần. Chẳng hạn như một số những cái gaming gear các bạn đang thấy tại đây. Vậy thì cái polling rate này nó là cái gì mà tại sao nó lại quan trọng đến như vậy? Polling rate 1000Hz, tức là trong vòng 1 giây nó sẽ tracking vào xuống dưới cái mặt phẳng và lấy dữ liệu 1000 lần. Tức là khi các bạn đưa đi đâu đó ở trên cái mặt phẳng này, nó đều được nhận diện một cách rất là chính xác và từng chút trong một cái tốc độ rất là nhanh. Nhưng nếu như polling rate của nó thấp hơn, ở trong vòng 1 giây cái số lượng mà nó lấy mẫu á, nó rất là ít, nó chỉ còn khoảng 100 lần thôi chẳng hạn ha. Thì khi đó khi các bạn sử dụng chuột ở trên cái mặt phẳng á, thì mặc dù là các bạn đã di đi một khoảng nhỏ rồi nhưng mà nó tracking chưa có kịp. Thành ra là khi các bạn ứng dụng vào trong game á, thì cái thao tác của các bạn nó sẽ không còn chính xác nữa. Lợi thế lớn nhất của kết nối Bluetooth đó chính là giúp cho các bạn có thể tiết kiệm pin một cách tối đa. Nó tiết kiệm pin hơn rất nhiều so với lại wireless 2.4GHz. Nhưng cái điều đó nó cũng đồng nghĩa với cái chuyện á, là nó cũng sẽ giảm sút cái hiệu suất chơi game của anh em. Cho nên á, là nếu như các bạn có chơi game thì một á, là game dây, hai á, là kết nối với wireless 2.4GHz thông qua một cái receiver. Còn nếu như các bạn sử dụng kết nối Bluetooth á, thì chỉ sử dụng để làm văn phòng thôi ha. Và cái sai lầm thứ hai thường thấy của các bạn á, đó chính là nếu như các bạn là một gamer hardcore hoặc các bạn thật sự là muốn chơi để thắng á, thì các bạn nên nghiên cứu thật kỹ một cái tính năng được gọi là NK Rollover ở trên những cái con bàn phím mà các bạn đang chơi ở thời điểm hiện tại. Tại vì có một cái vấn đề á, là không phải bất cứ cái bàn phím nào cũng được hỗ trợ NK Rollover. NK Rollover là một tính năng mà giúp cho các bạn có thể nhấn và đè một lúc nhiều phím, tuy nhiên nó vẫn nhận đủ tất cả các phím đó. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ là không phải con phím nào cũng hỗ trợ NK. Thì đâu đó ở trên những con bàn phím không hỗ trợ tối đa cho gaming á, thì nó sẽ chỉ support một vài phím cùng một lúc mà thôi. Tức là nếu như các bạn ứng dụng vào trong một số những cái game mà các bạn combo một lúc đâu đó khoảng từ 5 cho đến 6 phím gì đấy, thì nó cũng sẽ không thể nhận được đủ ở trong một khoảnh khắc. Nên là khi đó các bạn có thể là combo skill nó bị sai, hoặc là chơi game nó không còn mượt mà nữa. Các bạn có thể vào trong đúng cái trang web mà mình sẽ để ở dưới phần mô tả video clip á, các bạn có thể test nhanh coi là các bàn phím của các bạn hỗ trợ NK Rollover hay là không, hoặc là nó sẽ hỗ trợ cho các bạn Rollover tổng cộng là bao nhiêu phím. Theo mình thấy là nếu như các bạn chơi game đi ha, thì đâu đó khoảng từ trên 10 phím trở lên là cũng đã ổn lắm rồi. Nên là nếu như các bạn có muốn chơi game thì các bạn cũng hãy test thật kỹ cái tính năng này ở trên bàn phím của anh em, kể cả là bàn phím rồi hay kể cả là trên laptop. Và một cái mẹo thứ ba đó chính là nếu như các bạn có quá nhiều những sản phẩm không dây ở trong cùng một cái setup, thì làm ơn hãy đặt chúng cách xa nhau một chút xíu. Tức là chẳng hạn như mình ở đây, mình có một con chuột có wireless 2.4 đúng không, một cái receiver dongle, rồi chẳng hạn như là mình có thêm một cái con tai nghe, mình có thêm một con bàn phím, thì các con bàn phím, chuột và tai nghe hiện nay đều hầu như sử dụng cái băng tần là 2.4GHz, tức là giống như nó đang cùng một con đường vậy đó.
nếu như các bạn có quá nhiều những cái xe nó cùng chạy trên một con đường cùng một lúc á, thì đương nhiên nó cũng sẽ gây ra nhiễu loạn và chồng chéo tín hiệu lên nhau. Thì từ đó các cái tín hiệu nó không còn được ổn định, cũng như là ứng dụng ở trong game nó sẽ rất là kỳ cục. Hoặc thậm chí là các bạn không cần phải chơi game để nhận ra đâu, các bạn chỉ đơn giản là cắm quá nhiều receiver ở ngay cái phần đằng sau của mainboard đó, thì nó cũng đã khiến cho các cái tín hiệu nó bị chồng chéo. Các bạn thao tác sử dụng bình thường thôi, gõ phím, gõ văn bản cơ bản thôi, nó cũng đã không có nhận đủ rồi. Thì đây là một cái lỗi thường thấy của các bạn nào mà đang có quá nhiều những thiết bị không dây. Lời khuyên của mình á là các bạn có thể chia ra, chẳng hạn như là ở phía sau của mainboard á, các bạn có thể cắm một hoặc là hai cái thôi, rồi đằng trước front panel á, các bạn ghi một cái. Rồi nếu như các bạn có những cái con chuột gaming cao cấp, chẳng hạn như là con DAV2X Hyperspeed này của mình nè, nó có một cái dongle receiver riêng có thể nối dây vào trong từ cái mainboard á, nối thẳng lên trên cái bàn làm việc. Và từ đó thì mình sẽ ghim cái receiver vào trong đúng cái dongle đó, thì cái kết nối nó lại càng nhanh hơn nữa. Vậy nên không phải tự nhiên mà Razer họ trở thành một trong top những branding gaming gear cao cấp nhất thế giới đâu các bạn. Nó có rất là nhiều những cái tối ưu hay như vậy á. Và cái con DAV2X Hyperspeed này á, là cái con chuột mình được Razer gửi tặng từ bên chính Razer Global luôn. Cho tới bây giờ nó gần như là một trong những con chuột mình thích nhất, tại vì pin của nó rất là trâu. Mặc dù nha, cái con này nó không phải là pin sạc, pin của nó là pin AA hoặc là pin 2A, pin rời đó, nhưng mà mình thấy là pin nó trâu lắm. Tại vì một cái lợi thế là ở trên cái con chuột này nó không hề có LED, tức là một cái cục pin lớn như thế này mà các bạn đi mua những cái loại pin mà nó xịn xịn, nó tốt tốt chút xíu, chẳng hạn như là pin của Panasonic á, thì các bạn có thể sử dụng đâu đó từ khoảng 1 cho đến 2 tháng là chuyện rất bình thường, mặc dù là sử dụng với kết nối wireless receiver 2.4GHz luôn. Mình nghĩ là một cái hôm nào đó mình sẽ làm một cái top về những con chuột gaming mà mình đã từng sử dụng mà mình có ấn tượng nhiều nhất, thì chắc chắn mình sẽ bỏ con chuột này vào trong đó. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã theo dõi video, và nếu như các bạn muốn mình làm review hoặc là chia sẻ thêm hoặc là hướng dẫn thêm về những cái mẹo gì đó khác, các bạn có thể comment lại ngay phía bên dưới. Và đừng quên là tất cả những cái bình luận của bạn mình đều đọc hết, chẳng qua là đôi khi nó nhiều quá mình không có trả lời được hết thôi, nhưng mà mình sẽ cố gắng thả tim để ghi nhận là mình đã đọc rồi. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã có comment lên trên các clip của mình. Và đừng quên là mình sẽ lên sóng video vào lúc 19:30 hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.